Xin chào các anh chị em thân mến. Tôi là anh cả Michael John Yuchay. Tôi đến từ South Lake City, Utah. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng anh chị em đến với buổi họp đặc biệt Devotional dành cho các giáo dụng châu Á, Bắc Á, Thái Bình Dương và Philippines. Chúng tôi rất biết ơn khi được có mặt cùng các anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã tham gia vào buổi họp đặc biệt Devotional này. Dù anh chị em đang ở đâu, Chúng tôi rất hân hạnh được quy tụ với sự lãnh đạo và hướng dẫn của anh cả, Leader F. Usdor, thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Chúng tôi cũng biết ơn chị Harriet Usdor đã hiện diện cùng với chúng tôi. Tất cả phần âm nhạc hôm nay đã được ghi lại trước bởi các học viên của Viện Giáo Lý. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài thánh ca Ôi Chúa đấng tôi cần luôn, do các thành viên trẻ tuổi tại Mông Cổ trình bày. Sau bài hát đặc biệt này, Louis Ho đến từ Singapore sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu Oh <laughs> cha thiên thượng của chúng con Chúng con cảm ơn cha cho cơ hội chúng con được ở đây Để lắng nghe anh cả và chị Udo chia sẻ cùng chúng con Xin hãy ban thánh linh cho chúng con Khi chúng con lắng nghe những sứ điệp này Để chúng con có thể nhận được sự mặc khải của riêng mình Thông qua các sứ điệp đó Và để chúng con có thể Ứng dụng những điều đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng con chúng con biết ơn vì tất cả những phước lành mà cha đã ban cho chúng con mỗi ngày cầu xin cha hãy ban phước cho chúng con để chúng con được khỏe mạnh và an toàn cho dù chúng con ở bất cứ nơi nào trên thế gian này và con xin nói những lời này trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô Amen Xin cảm ơn lời cầu nguyện và phần âm nhạc thật là tuyệt vời chúng ta rất hân hạnh có anh cả và chị út trò sẽ nói chuyện cùng chúng ta hôm nay. Chị Che và tôi đã có nhiều cơ hội ở cùng anh cả và chị Otto. Chúng tôi đã có mặt cùng họ trong những dịp bình thường khi họ thăm viếng gia đình của họ là những người đã sống trong tiểu giáo khu cũ của chúng tôi ở Utah. Chúng tôi cũng đã phục vụ cùng họ trong những chỉ định chính thức. Một trong những dịp đáng nhớ nhất là khi chúng tôi được chỉ định để phụ giúp họ trong buổi lễ cung hiến của đền thờ Tsujilo Peru. Khi chúng tôi làm việc và phục vụ cùng họ trong một vài ngày, chúng tôi đã được truyền cảm hứng bởi sự nhiệt thành của họ đối với cuộc sống. Họ vui vẻ và dường như luôn có nụ cười thật rạng rỡ trên khuôn mặt và ánh hào quang trong ánh mắt họ. Mỗi người đi cùng họ đều cảm nhận được niềm vui tỏa ra từ họ. Điều đó cho chúng tôi một cảm giác về việc khi một môn đồ xưa bước đi cùng đấng cứu rỗi có thể sẽ như thế nào. Bởi vì tôi luôn cố gắng để trở thành một người chồng tốt hơn. Tôi đã đặc biệt chú ý đến cách mà anh cả Otto đối xử dịu dàng, thật ân cần với lại chị Otto. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những bài học đó. Rất dễ để chị Jack và tôi thấy được rằng chị Otto là một người phụ nữ nhã nhặn và được chọn lọc. Họ đã cùng nhau đảm trách trong công việc của Chúa. Cuối cùng, tôi đặc biệt vui mừng để nói rằng sự bắt đầu trong câu chuyện tình yêu của tôi và chị Che cũng giống với câu chuyện của anh cả và chị Otto. Anh cả Otto thích thú kể câu chuyện về việc các anh chị cả trẻ tuổi đã giúp mang Harry Frey yêu quý cùng mẹ của chị ấy đến với giáo hội như thế nào. Cũng giống như vậy khi còn làm thanh niên trẻ tuổi, tôi đã vui mừng thấy các anh cả trẻ tuổi đưa Ray Whedon xinh đẹp cùng gia đình của ấy vào tiểu giáo khu của chúng tôi. Chương trình của chúng ta trong buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu bằng một đoạn video ghi lại những điểm nổi bật trong các giáo dục của anh chị em và sẽ hiển thị những hình ảnh mà anh chị em đã gửi cho chúng tôi trong vài tuần qua. Sau khi xem đoạn video, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe chị Otto nói chuyện. Tiếp theo đó sẽ là bài nói chuyện của anh cả Otto. Và lời cầu nguyện kết thúc sẽ được dâng lên bởi Sura Satchancham đến từ Madhahan, Thái Lan. Các bạn thân mến, các bạn đang ở đây các bạn là một trong số 7,9 tỷ người. Các quốc gia của các bạn chiếm một nửa dân số của thế giới. Một phần nhỏ trong đó là các tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù số lượng của các bạn có thể ít ỏi, nhưng vai trò của các bạn trong lịch sử của thế giới thì không như thế. Có một lý do tại sao các bạn được sinh ra trong thời kỳ này, tại nơi này trên thế giới. Các bạn ở đây với một mục đích các bạn đến từ các vùng miền khác nhau các bạn nói nhiều ngôn ngữ khác nhau văn hóa và kinh nghiệm của các bạn là độc nhất nhưng mục đích thiêng liêng của các bạn thì đều giống như nhau các bạn đang ở đây để trải nghiệm cuộc sống trên thế gian này và rồi trở về với cha mẹ thiên thượng của mình các bạn thuộc vào cùng một đàn chiên và theo cùng một đấng chăn chiên đức tin của các bạn gắn kết các bạn lại với nhau. Hãy tin cậy Chúa. Ngài sẽ hướng dẫn các bạn. Chúa nhìn thấy các bạn. Ngài biết các bạn. Ngài lắng nghe các bạn. Ngài yêu thương các bạn. Đang hiện diện ở nơi đây, các bạn của tôi từ Mông Cổ đến Úc, từ Ấn Độ đến Tahiti, từ Nhật Bản đến New Zealand, từ Hồng Kông đến Philippines, và từ nhiều nơi tuyệt đẹp khác nữa các bạn chỉ là một trong số rất nhiều người tuy nhiên không có con số nào đủ lớn để đo lường giá trị của các bạn nhưng có một con số mà có thể xác định số mệnh của các bạn đó chính là số một tất cả các bạn đều sẽ hiệp một trong chúa giê xu kitô ôi chào đoạn video thật tuyệt vời làm sao các em đại diện cho một phần của thế giới rộng lớn và tươi đẹp tôi rất hạnh phúc khi được ở cùng các em các em đều quan trọng đối với chúa và đối với cộng đồng thế giới với sự phấn khởi cùng cực tôi mong chờ đến ngày mà chúng ta có thể gặp trực tiếp trở lại tôi cũng vô cùng biết ơn về những phước lành của công nghệ mà đã giúp cho cơ hội hân hoan này có thể diễn ra trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau tán dương vai trò tín hữu của mình trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, thật là một niềm vui và niềm vinh dự khi được xem là các thánh hữu ngày sau giữa các anh chị em. Bất kể chúng ta đang ở đâu, tất cả chúng ta đều có thể trở nên hiệp một trong đấng Kitô khi chúng ta tìm cách noi theo Ngài. Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm trong phúc âm và giáo hội của Ngài. Tôi hy vọng rằng có một lượng lớn thiếu niên và thiếu nữ tham gia buổi họp hôm nay. Trong tâm trí của tôi, tôi có thể nhìn thấy những nụ cười xinh đẹp của các em và cảm thấy sự phấn khởi của các em khi được làm một phần của công việc vĩ đại này. Tôi gia nhập giáo hội khi còn là một thiếu nữ, Lúc ấy, chúng tôi đã sống trong khu vực thuộc một chi nhánh nhỏ ở Đức. Tôi theo học ở một trường nữ sinh và tất cả các bạn của tôi đều thuộc về giáo hội Lutheran hoặc Công giáo. Thế nên, tôi đã tự hỏi rằng tôi có nên nói với họ là tôi đã trở thành tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô hay là tôi chỉ nên né tránh chủ đề này và im lặng. Tôi đã quyết định đứng lên vì những điều mà tôi tin tưởng. Đầu tiên, bạn bè của tôi không hề biết một người mặc môn là gì. Vì vậy, tôi đã có một cơ hội khá tự nhiên để giải thích tên thật của giáo hội là gì và tại sao tôi đã quyết định để trở thành một tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng và thỉnh thoảng tôi đã có những kinh nghiệm đầy thử thách. Nhưng bằng cách chia sẻ niềm tin của mình giá trị bản thân của tôi được gia tăng và thậm chí tình cảm chân thành với những người bạn thân của tôi cũng được gia tăng họ thường nói với tôi rằng họ ngưỡng mộ lòng can đảm của tôi khi đứng lên vì đức tin của mình đổi lại điều này càng giúp tôi dễ dàng chia sẻ chi tiết hơn về những điều mà giáo hội tin tưởng và cách để sống theo đức tin của tôi điều đó giống như một món quà không ngừng trao đi hết lần này lại đến lần khác tôi muốn những người trẻ tuổi như các em hãy đứng lên vì những điều các em tin tưởng đừng sợ áp lực từ bạn bè hay những lời nhận xét tiêu cực chúng là một phần của cuộc sống đời thường hãy là chính mình và tôi hứa với các em rằng các thiên sứ sẽ ở bên các em một số thiên sứ này thậm chí có thể là những người bạn của các em mà theo đạo công giáo, tin lành, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo hoặc Do Thái. Tôi thường nghe những người trẻ nói rằng, ngày nay có quá nhiều điều phiền nhiễu, quá nhiều điều khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Vậy làm thế nào tôi có thể giữ sự tập trung của mình vào những điều cao cả hơn và thánh thiện hơn? Các bạn trẻ thân mến của tôi ơi, mọi thế hệ đều phải đưa ra những lựa chọn quan trọng giữa những phiền nhiễu và các thử thách lớn nhỏ đừng sợ hãi vì các em không đơn độc một lời khuyên thiết thực là hãy biến các tiêu chuẩn trong cổ vũ sức mạnh của giới trẻ thành kim chỉ nam của các em đôi khi chúng ta nghĩ rằng các nguyên tắc và giá trị trong cổ vũ sức mạnh của giới trẻ chỉ dành cho trẻ em hoặc giới trẻ trên thực tế Hầu hết các nguyên tắc và lời khuyên này đều áp dụng cho tất cả mọi lứa tuổi hay giới tính và chúng đều không phụ thuộc vào ngôn ngữ, văn hóa hay hoàn cảnh cá nhân trong cuộc sống. Những nguyên tắc và giá trị này sẽ luôn giúp các em áp dụng các giá trị và thuộc tính giống như đấng Kitô một cách thành công hơn. Các bạn thân mến của tôi ơi, xin hãy phát triển chứng ngôn của chính các em về Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài bằng cách thực hành những tiêu chuẩn quan trọng này. Hãy dũng cảm lên, hãy nói với bạn bè của các em và tất cả mọi người trên thế giới rằng tôi tin tưởng không phải chỉ vì cha mẹ, giảng viên hay các vị lãnh đạo giáo hội muốn tôi tin, không, mà bởi vì tôi có thể cảm nhận được lẽ thật trong trái tim mình. Tôi nghiên cứu về điều đó, tôi cầu vấn về điều đó và tôi thực hành các giá trị và tiêu chuẩn đó. Hãy chia sẻ với những người khác lý do các em yêu thích trở thành một tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Hãy tự mình tìm hiểu lý do tại sao việc sống theo các giá trị và nguyên tắc của Phúc Âm sẽ khiến các em trở thành một người tốt hơn. Hãy hứa với bản thân và với cha thiên thượng để phát triển chứng ngôn của riêng mình về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thích những điều mà Nephi đã nói, vậy nên các người phải tiến tới với một sự trì chí trong đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và với tình yêu thương thượng đế và mọi người. Hãy nhớ rằng Đấng Kitô là trọng tâm trong công việc của Ngài, trong giáo hội của Ngài và Ngài là trọng tâm của các giáo lễ và giao ước. Ngài là trọng tâm của tất cả điều đó. Các bạn trẻ thân mến của tôi ơi, một lời khuyên thiết thực khác là hãy biến buổi lễ Tiệc Thánh trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của các em. Hãy suy nghĩ trong tâm trí và tấm lòng xem lễ Tiệc Thánh có ý nghĩa gì đối với các em. Trong lời cầu nguyện tiệc thánh, chúng ta đã cầu xin để luôn luôn tưởng nhớ tới Chúa Giêsu Kitô và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Đổi lại, Thượng Đế hứa rằng các em sẽ luôn được thánh linh của Ngài ở cùng các em. Thật là một lời hứa và phước lành tuyệt vời làm sao. Xin đừng bỏ lỡ vì tái lập các giao ước của các em thường xuyên tất cả chúng ta đều có những lúc khó khăn và tất cả chúng ta đều có những lúc hạnh phúc. Xin hãy hỗ trợ lẫn nhau cả trong những lúc hạnh phúc hay hoạn nạn. Điều này sẽ giúp các em được hợp nhất trong Chúa Giêsu Kitô với tư cách là bạn bè, là gia đình, gia đình tiểu giáo khu và gia đình giáo khu. Hãy tử tế với nhau, hãy tha thứ và yêu thương lẫn nhau. Hành vi giống như đấng Kitô này sẽ củng cố các em và giáo hội. Hành vi này sẽ xây đắp đức tin của các em. Tôi có một chứng ngôn về điều đó. Hãy lập một kế hoạch. Hãy để kế hoạch hạnh phúc trở thành hoạch định của các em. Kế hoạch đó được định sẵn bởi Cha Thiên thượng nhân từ của các em. Khi còn nhỏ, các em hãy tham gia hội thiếu nhi rồi được báp têm. Khi các em lớn hơn, hãy giúp các em nhỏ khác cũng có được những kinh nghiệm và phước lành này hãy là một tấm gương hãy là một người cố vấn hãy là một phần tích cực của các tổ chức hội thiếu nữ và hội thiếu niên hãy tham gia fsy và lớp giáo lý và khi các em trưởng thành hãy giúp các em nhỏ và giới trẻ có những kinh nghiệm tích cực về giáo hội và phúc âm hãy là ánh sáng cho họ hãy là một gia sư và là một người bạn của thế hệ trẻ điều này có thể là một phần tươi đẹp trong cuộc sống của các em để giúp những người trẻ tuổi khác yêu thương chúa và công việc của ngài thông qua nỗ lực này các em đang giúp tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và giới trẻ các em đang củng cố giáo hội và các em đang làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn các em là những người tạo ra tương lai Thêm một lời khuyên thiết thực nữa là hãy chuẩn bị để đi đền thờ. Giúp tổ tiên của các em nhận được phép báp tên. Đó là một món quà của tình yêu thương đối với họ. Hãy trở nên xứng đáng để nhận lễ thiên ân của chính các em. Hãy chuẩn bị để phục vụ Thượng Đế và con cái của Ngài trên khắp thế giới bằng cách đi phục vụ truyền giáo. Chính những người truyền giáo đã ban phước cho cuộc đời của tôi. Nếu các em muốn biết thêm về câu chuyện truyền giáo của tôi, hãy vào Google tra cứu tầng lầu thứ tư cánh cửa cuối cùng. Hãy suy nghĩ, suy ngẫm và cầu nguyện về bức tranh lớn của cuộc đời các em. Đừng quá lo lắng về tất cả những tiểu tiết mà có thể làm sao lãng. Hãy nắm bắt lấy tầm nhìn thực tế và vinh quang của kế hoạch cứu rỗi. Tôi hứa với các em rằng, việc nắm bắt kế hoạch hạnh phúc sẽ khiến cho những quyết định hàng ngày của các em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hứa rằng, nếu các em làm những điều này, các em sẽ cảm nhận được các phước lành và sự hiện diện của Cha Thiên Thượng trong cuộc sống hàng ngày của các em. Các bạn trẻ thân mến của tôi ơi, tôi yêu thương các em. Một tương lai tuyệt vời đang chờ đón các em. Tôi có một chứng ngôn cá nhân về phúc âm phục hồi và về giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn về những phước lành của chức tư tế, các vị tiên tri và các sứ đồ tại thế. Tôi yêu thương chồng tôi. Anh ấy là tình yêu của cuộc đời tôi và anh ấy yêu thương tôi và anh ấy là một tôi tớ trung thành và tuyệt vời của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Tôi để lại cho các em chứng ngôn của tôi với lòng biết ơn chân thành về con người của các em, vì niềm vui mà các em mang đến cho cuộc sống của người khác, vì đức tin và sự phục vụ của các em trong công việc của Thượng Đế, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. ពរជ័យដែលតែសន្យាមេប្រៀបប្រមុំប្រំអោយតែមន្ត្រាំបានចង្វាក់ប្រងហាយដាសងគមិត្រអៃក្រោមតែដ ாய் កាន់តើគុំទឹកដៃពិនសងគមិត្រអៃតា

Cảm ơn phần âm nhạc rất là tuyệt vời. Và các em cũng thật tuyệt. Và các em cũng có thể thấy tôi thật nhiều ân phước biết bao bởi vì người vợ tuyệt vời của tôi, Harry S. Tôi rất yêu thương cô ấy. Cảm ơn anh cả xe cho lời giới thiệu và nhận xét rất tử tế. Harry S. và tôi luôn tận hưởng những giây phút đi cùng vợ chồng anh. Chúng tôi đã có những trải nghiệm đầy thuộc linh và cũng rất vui nữa thưa các anh chị em các bạn thân mến tim tôi đập rộn ràng khi nghĩ về các em và việc các em đến từ nhiều nơi khác nhau hành tinh xanh này chẳng phải là một nơi thật xinh đẹp và là một công trình lạ lùng và một điều kỳ diệu sao tôi thích video này rất nhiều nó thật sự cho thấy và thể hiện của các em trong công việc của mình với tư cách là một cơ trưởng tôi rất thích nhìn vào hành tinh tuyệt vời này từ trên cao và tôi thường tự hỏi là đôi khi chúng ta có thể dường như nhỏ bé và tầm thường, nhưng chẳng phải là điều kỳ diệu khi đấng sáng tạo vũ trụ, Thượng đế cha thiên thượng của chúng ta biết rõ mỗi người của chúng ta, quan tâm đến mỗi người chúng ta và quan tâm đến sự an lạc và tiến triển của chúng ta hay là sao? Và cha thiên thượng luôn luôn ở bên cạnh của chúng ta. Đó chẳng phải là một điều tuyệt vời và kỳ diệu hay sao? Tôi xin chia sẻ với các em một câu chuyện về một bé gái 3 tuổi tên là Emma. Đó là một ngày trọng đại đối với em ấy. Em ấy sẽ dâng lên lời cầu nguyện công khai đầu tiên trước đại gia đình của mình. Khi mọi người đã quy tụ lại rồi, cha của em ấy tự hào nói là bây giờ em ba sẽ dâng lời cầu nguyện ban phước thức ăn. Em mai nhắm mắt lại và nói năm từ đầu tiên kính thưa cha thiên thượng và rồi tâm trí trở nên trống rỗng mặc dù cố gắng hết sức nhưng em ấy không thể nhớ thêm điều gì khác để mà nói nữa cuối cùng em ấy chỉ nói kính thưa cha thiên thượng con cần được giúp đỡ em ma ba tuổi đã nhận được sự giúp đỡ không những từ gia đình của em mà còn từ cha thiên thượng đôi khi những lời cầu nguyện sâu sắc nhất mà chúng ta từng dâng lên lại bắt đầu giống hệt như lời cầu nguyện của em mà vậy kính thưa cha thiên thượng con cần được giúp đỡ điều này chắc chắn đúng đối với tôi tôi xin hỏi các em ba câu hỏi liên quan như vậy tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của thượng đế thượng đế có còn giúp đỡ con cái của ngài không làm thế nào chúng ta có thể tiếp nhận nguồn quyền năng thiên liêng của Thượng Đế? Thứ nhất, tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của Thượng Đế? Mọi người đều cảm thấy lạc lối hoặc bất lực. Chúng ta đều trải qua sự mất mát, nỗi sợ hãi, cô đơn và đau đớn. Chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng. Chúng ta suy ngẫm ý nghĩa của cuộc sống của mình và vật lộn để sống một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị. Đối với những điều này, chúng ta cần sự giúp đỡ của thượng đế cũng có những lúc chúng ta cảm thấy gánh nặng quá lớn để gánh giác một mình những lúc mà chúng ta đối mặt với những trở ngại dường như là quá lớn đến nỗi chúng ta không thể thấy được cách để mà chúng ta vượt qua chúng đối với những điều này chúng ta cần sự giúp đỡ của thượng đế các em có bao giờ cảm thấy mình gặp phải một trong những tình huống khó khăn này hay không các em có tìm kiếm lẽ thật và sự hiểu biết không? Sự chữa lành, sự nhẹ dạ nhõm, sự thông sáng, sự bình an, sự tha thứ. Các em có cảm thấy rằng mình cần sự giúp đỡ từ thiên thượng không? Hôm nay tôi xin đưa ra cho các em một sứ điệp đầy trân ngang và hy vọng rằng Thượng Đế hàng sống, Ngài có thật. Ngài là cha của chúng ta, Ngài đang ở đây. Ngài đáp ứng những lời cầu nguyện của con cái của Ngài. Thượng Đế đáp ứng những lời cầu nguyện của các em và của tôi. Ngài đã hứa là hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta, hãy cầu xin rồi các ngươi sẽ nhận được, hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi thôi. Cha Thiên Thượng đã gửi một vị nam tử của Ngài đến cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta, để chuẩn bị con đường cho chúng ta. Ngài có những câu trả lời, Ngài muốn sẵn sàng, Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm. Ngài sẽ giúp đỡ, Ngài sẽ chữa lành những vết thương trong cuộc đời của các em. Ngài sẽ trả lời những câu hỏi mà các em có. Ngài sẽ cất đi nỗi đau của các em. Ngài sẽ chấp nhận các nỗ lực của các em, mặc dù chúng nhỏ bé và khiêm tốn, và làm chúng trở nên mạnh mẽ. Ngài ban sự bình an trong những thời kỳ đen tối trong cuộc sống của các em. Ngài ban cho niềm hy vọng. Ngài làm nhẹ gánh nặng của các em và mở cánh cửa dẫn đến số mệnh vinh quang và kế hoạch thiên liêng của các em. Ngài tôi luyện. Ngài tha thứ và cứu chuộc. Bây giờ thứ hai, Thượng Đế có còn giúp đỡ cho con cái của Ngài hay không? Câu trả lời rất ngắn gọn và một cách giống dạc là có. Làm thế nào tôi biết được? Tôi đã thấy điều đó rất nhiều lần, rất nhiều lần trong cuộc sống của tôi và trong cuộc sống của vô số người khác nữa tôi đã thấy điều đó rất nhiều lần mà không nghi ngờ gì cả thượng đế sẽ giúp đỡ những người đến gần ngài với đức tin và có ý định thanh khiết chính chúa đã phán rằng hãy dò xét và thử thách tôi rèn luyện lòng dạ của tôi các bạn thân mến thượng đế sẽ giúp đỡ cho các bạn Giây phút mà các em cho phép mình tin vào câu trả lời đơn giản đó là các em đang bắt đầu mở các cửa sổ trên trời và mời gọi các phước lành của Thượng Đế. Hãy tin và các em sẽ biết. Điều này có thể dường như đơn giản, nhưng đó là sự thật. Thượng Đế đã phán bảo chúng ta rằng với đức tin tất cả đều có thể thực hiện được. Nếu không có đức tin, thì chúng ta phải bước đi một mình. Các em hãy nói, tôi muốn tin nhưng tôi không có đức tin vậy thì hãy có hy vọng hy vọng rằng thượng đế sẽ biết các em rằng ngài yêu thương các em rằng ngài sẽ hướng dẫn và soi dẫn cho các em các bạn thân mến hãy hy vọng và đến gần thượng đế bằng cách tuân giữ các lệnh truyền của ngài đón nhận đường lối của ngài các em sẽ biết được rằng cha thiên thượng sẽ chỉ cho các em con đường phải đi ngài sẽ chú ý đến các em và khuyên dạy các em tình yêu thương của thượng đế dành cho con cái ngài sâu đậm và sâu sắc hơn chúng ta có thể tưởng tượng được ngài yêu thương chúng ta biết bao nhiêu lời ngôn từ sứ mệnh của ngài lý do và mục đích của ngài để tồn tại thật sự công việc và vinh quang của ngài tập trung vào việc làm cho chúng ta có thể sống với ngài trong suốt thời vĩnh cửu và trở thành người thừa kế sự cao quý và vinh quang của ngài chỉ cần nghĩ về điều đó đấng mạnh mẽ và toàn năng nhất trong vũ trụ có mục đích lớn nhất của ngài là hướng dẫn cho con cái của ngài và cung ứng một cách thức cho họ để một ngày nào đó có thể sống với ngài trong vinh quang suốt thời vĩnh cửu. Các em có thể nghĩ mọi việc đều ổn và tốt đẹp, có lẽ thượng đế thật sự hướng dẫn một số người, nhưng không phải tôi. Tôi không đủ tốt, không đủ quan trọng, tôi chẳng là ai cả. Trong bài giảng nổi tiếng của Ngài, Chúa Giêsu đã nói về chính điều này. Chúa Giêsu xác nhận rằng thượng đế quan tâm đến những người than khóc những người thiếu thuộc linh, những người nhu mì, những người hoài giải và những người những người bị ngược đãi. Có điều nào trong những điều này mô tả các em hay không? Rồi các em sẽ biết mình được phước và được yêu thương biết bao. Hãy nghĩ về những người mà Chúa Giêsu đã phục sự trong cuộc sống trần thế của Ngài. Ngài đã thường xuyên tìm kiếm những người nản lòng, những người đau ốm trong tấm lòng, tâm trí và linh hồn, và chữa lành và ban phước cho họ như thế nào. Ngài yêu thương người trong những người rất hèn mọn này. Cho dù đó là trẻ em, người phạm tội hoặc là bị bỏ rơi, Ngài làm bạn với những người bình thường nhất. Ngài bên vực cho những kẻ bị ngược đại ngài đã làm cho người bệnh được lành lặn và người tuyệt vọng một lý do để nhìn lên và sống. Những lời giảng dạy của ngài tập trung vào việc đảm bảo với những người bình thường và thượng đế ở giữa họ sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của họ để họ lên giai ngài và mang họ về nhà. Tôi choáng ngợp trước đức tin và lòng khiêm nhường của các tín hữu của giáo hội. Các em thật tuyệt vời. Các em thật là phi thường lòng tôi hướng về các em chúng tôi nghe về sự hy sinh của các em về sự trung tính của các em về lòng tốt của các em tôi làm chứng rằng thượng đế đang ở giữa các em ngài biết rõ các em ngài yêu thương các em và ngài sẽ hướng dẫn cho các em một lần nữa dẫn câu hỏi này thượng đế còn giúp đỡ con cái của ngài hay là không có và ngài sẽ giúp đỡ cho các em các phước lành của thiên thượng không phụ thuộc vào vị thế hiện tại của các em trên thế giới. Thượng đế không nhìn vào chiều cao, cân nặng sức khỏe hoặc sự giàu có của các em. Ngài không quan tâm và không để ý đến về các em sống ở đâu, quần áo các em có hợp thời mới nhất hay là không. Hoặc số người theo dõi trên Instagram mà các em có, không có bất cứ điều nào trong số đó quan trọng đối với Thượng Đế. Thật vậy, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng khi Ngài phán cùng Samuel là chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng cách mà thế gian nhìn các em. Chẳng có nghĩa lý gì đối với Thượng Đế. Thượng Đế nhìn vào tấm lòng của các em. Và Ngài biết ngài thấu hết những ước muốn trong lòng của chúng ta sứ mệnh của ngài là hướng dẫn và khuyến khích các em theo cách thức mà các em có thể sống với ngài trong vinh quang thượng thiên các thế giới vô tận thượng đế đứng về phía các em ngài muốn các em thật thành công chúng ta thường nói về cách thượng đế yêu thương con cái của ngài nhưng điều tôi đang nói thì cụ thể hơn rất là nhiều Tôi hy vọng rằng các em sẽ chấp nhận và trân quý điều này. Thượng đế yêu thương các em. Khi tôi lặp lại câu này, hãy thay thế từ các em bằng chính tên của các em. Thượng đế yêu thương các em. Dân, chính các em. Ngài biết các em trong những giây phút vui vẻ và hạnh phúc của các em. Ngài biết các em khi các em sợ hãi, cô đơn, lo lắng và nghi ngờ. Ngài lắng nghe những câu nguyện tha thiết của các em và biết đức tin, lòng can đảm và lòng tốt của các em. Ngài biết những hy vọng, thắc mắc và ước muốn của các em. Ngài đã vui mừng với các em vì nhiều lần các em đã chống lại điều ác. Ngài đã hài lòng với nhiều nỗ lực của các em để làm điều tốt. Ngài yêu thương các em ngài muốn các em trở về cùng với ngài ngài đã và sẽ tiếp tục nâng đỡ và tôi luyện các em ngài sẽ hướng dẫn những bước đi của các em ngài sẽ làm cho tâm hồn của các em tràn đầy ánh sáng thượng đế có còn giúp đỡ con cái của ngài không câu trả lời là có thứ ba làm thế nào các em có thể nhận được sự giúp đỡ của thượng đế chúng ta đã nói về lý do tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của thượng đế chúng ta đã đề cập đến câu hỏi liệu cha thiên thượng có giúp đỡ con cái của ngài ngày nay hay không trước khi chúng ta thảo luận thêm thì có một nguyên tắc quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu được cha thiên thượng quyết trọng khả năng của chúng ta để đưa ra những lựa chọn riêng của mình nhiều đến nỗi ngài sẽ không ép buộc ý muốn của ngài lên trên chúng ta Ngài sẽ không bắt buộc chúng ta là phải dân lời. Và rồi Ngài cũng muốn chúng ta tự chọn điểm đến của mình và cách thức để mà đạt được điều đó. Nguyên tắc này đối với quyền tự quyết về mặt đạo đức là trọng tâm của cuộc đại chiến trên thiên thượng. Giải pháp của Satan để kiểm soát con cái của Thượng Đế rất đơn giản. Nó ép buộc tất cả mọi người trong một cách thức mà không một linh hồn nào lạc nhưng mà phương pháp này thì đã vi phạm quyền tự quyết về mặt đạo đức của chúng ta nó đã lấy đi khả năng và đặc ân của chúng ta để tự lựa chọn nguyên tắc này rất quan trọng đối với cha thiên thượng Để nỗi thay vì thỏa hiệp ngài để cho một phần ba con cái của ngài phản nghịch và tích cực chống đối lại ngài cha thiên thượng ban cho con cái của ngài sự tự do lựa chọn ngay cả khi điều đó có thể khiến họ chối bỏ ngài ngài biết họ có thể đưa ra những lựa chọn mà sẽ làm hại họ ở trên thế gian này và trong thời vĩnh cửu nhưng ngài cho phép điều đó bởi vì nguyên tắc để chọn hướng đi trong cuộc sống của chúng ta là nền tảng của kế hoạch cứu rỗi khi sự lựa chọn vi phạm lời khuyên dạy của thượng đế chúng ta tự mình xa cách khỏi ảnh hưởng tôi luyện của thánh linh những người cứng lòng với thượng đế thì tự đóng chặt mình với ánh sáng của thiên thượng họ bước đi bằng ánh sáng ánh sáng từ những ngọn đèn của chính họ họ đặt sự tin cậy của bọn họ vào cánh tay sát thịt họ đóng các cửa sổ trên trời lại vậy thì chúng ta có thể làm gì để nhận được sự giúp đỡ của Thượng Đế? Đầu tiên, hãy trở nên vững chắc trên đá của Chúa Giêsu Kitô. Hãy đứng vững với tư cách là một môn đồ của Đấng Kitô, hãy yêu mến Thượng Đế, cho thấy tình yêu thương này bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Hãy yêu mến người lân cận mình. Cho thấy tình yêu thương này bằng cách phục vụ và làm việc với các tín hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Mời tất cả mọi người đến xem giáo hội và phúc âm của Ngài là gì. Mời họ đến và giúp họ làm cho thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Hãy yêu thương và củng cố lẫn nhau. Mời họ đến và thuộc vào công việc vĩ đại này với các vị sứ đồ và tiên tri tại thế và được Chúa Giêsu Kitô dẫn dắt hãy noi theo tấm gương của ngài hãy bước theo đường lối của ngài hãy mang lấy danh của ngài các bạn thân mến hãy cùng nhau làm việc hãy cùng nhau phục vụ hãy cùng nhau học hỏi hãy cùng nhau cầu nguyện hãy cùng nhau tham dự nhà thờ các em có thể hỏi là còn đại dịch và những hạn chế đi lại hoặc là buổi hội họp thì sao hãy sáng tạo hãy sử dụng công nghệ hoặc bất cứ phương tiện nào có sẵn đừng tập trung vào những điều các em không thể làm hãy tập trung một cách sáng tạo vào những điều các em có thể làm đón nhận việc giảng dạy phúc âm và học hỏi phúc âm làm cho các giá trị phúc âm trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của các em sử dụng lớp giáo lý và diện giáo lý như là một sự hướng dẫn nội dung và làm tiêu chuẩn cho các kế hoạch và hành động của các em trong cuộc sống này việc điểm danh của các em không quan trọng, mà quan trọng là việc học hỏi và áp dụng những lời giảng dạy của Phúc Âm trong cuộc sống hàng ngày của các em. Hãy đặt mục tiêu để trở thành và đứng vững trên đá của Chúa Giêsu Kitô. Nào, thứ hai, hãy biết rằng các em được cần đến. Các em đừng cảm thấy áp lực vì các em là những tín hữu duy nhất và có ít những tín hữu xung quanh hãy nhớ rằng joseph smith đã từng là tín hữu duy nhất giáo hội thời kỳ đầu của sự phục hồi bắt đầu với một số ít các thánh hữu can đảm hãy đoàn kết trong công việc vĩ đại này hỗ trợ lẫn nhau hãy yêu thương chia sẻ và mời gọi những người xung quanh của các em hãy mời họ đến xem đến giúp đỡ và đến để thuộc vào hãy tuân theo mẫu mực này và các em sẽ tăng trưởng về sức mạnh thuộc linh về sức khỏe tinh thần và rồi các em sẽ tăng trưởng về số lượng như chúng ta đã thấy các quốc gia của các em có khoảng một nửa dân số thế giới ở bên trong đường biên giới các em là muối của đất các ki tô hữu thời xưa chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới được biết đến vào ngay lúc đó các em cũng có thể ít người nhưng thuộc linh của các em mạnh mẽ với tư cách là một nhóm thánh hữu ngày sau tận tụy sẽ làm cho thế giới này thành một nơi thật tốt đẹp hãy tạo cho nó thật đẹp phép lạ rồi sẽ xảy ra các em sẽ có một tương lai thật là tuyệt vời và đầy triển vọng trước mắt của mình thứ ba hãy tin cậy thượng đế rằng ngài sẽ hướng dẫn các em hãy mở rộng lòng mình cho những lời mách bảo của thánh linh hãy tìm cách cải thiện tấm lòng và tâm trí của các em khi các em bước trên con đường làm môn đồ kết nối với thiên thượng qua quyền năng của đức thánh linh đức thánh linh là nguồn chứng ngôn và sự mặc khải cá nhân ngài sẽ hướng dẫn cho các em trong các quyết định của các em và bảo vệ các em khỏi sự nguy hiểm về thể chất và thuộc linh đức thánh linh tức là đấng an ủi sẽ dạy dỗ các ngươi dạy dỗ các ngươi mọi sự nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Những lời hứa của thượng đế là chắc chắn và rõ ràng, Ngài đã bảo đảm với các em. Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Cuộc sống can đảm và có chủ ý của các em với tư cách là một môn đồ của Chúa Giêsu Kitô sẽ mang những điều vĩ đại vào cuộc sống cá nhân của các em và ban phước cho gia đình cộng đồng và dân tộc của các em. Các bạn trẻ thân mến, hãy hân hoan và vui mừng. Các em là một phần của công việc vĩ đại và thật là tuyệt vời. Các em đang sống trong một thời kỳ mà sự phục hồi tất cả mọi điều đang tiếp tục tiến bước. Tôi ban phước cho các em với sự đảm bảo rằng khi các em tuân thủ các lệnh truyền của Thượng Đế thì các em sẽ được ban phước lành trong tất cả mọi điều cả vật chất lẫn tinh thần và nếu các em trung thành cho đến cùng thì các em sẽ được thu nhận vào thiên thượng để nhờ đó các em có thể ở với thượng đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận hãy ghi nhớ các bạn thân mến của tôi rằng những điều này là có thật vì đức chúa trời đã phán vậy các anh chị em thân mến các bạn thân mến Tôi hân hoan trong sự trung tính của các em. Tôi tạ ơn Thượng Đế về sức mạnh và nghị lực của các em. Cầu xin cho các em đứng vững trên đá của Chúa Giêsu Kitô. Hãy biết rằng các em được cần đến. Hãy tin cậy Thượng Đế rằng Ngài sẽ hướng dẫn các em. Với tư cách là một sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, tôi ban phước cho các em với sự tin cậy nơi Thượng Đế với tình yêu thương dành cho Ngài và một niềm hy vọng vững chắc về các phước lành của Ngài khi các em cầu nguyện. Kính thưa cha thiên thượng, con cần được giúp đỡ. Thượng đế sẽ lắng nghe các em và Ngài sẽ ban phước cho các em vì Ngài luôn luôn sẵn sàng ban sự giúp đỡ của Ngài cho các em. Là các con cái của Ngài, tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. cha thiên thượng của chúng con. Chúng con biết ơn cho cơ hội để chúng con có thể được ở đây. Tại buổi họp đặc biệt này, thưa cha, chúng con biết ơn về các sứ điệp thuộc linh mà chúng con cảm nhận. Chúng con cầu xin cha cho sức mạnh và lòng dũng cảm để chúng con có thể bảo vệ cho đức tin của chúng con. Xin cha hãy ban cho chúng con sức mạnh và lòng dũng cảm để tìm đến cha để cầu xin sự giúp đỡ. Thưa cha, chúng con biết ơn về tấm gương của con trai của cha là Chúa Giêsu Kitô cùng những bài học của Ngài. Chúng con cầu xin Cha hãy giúp đỡ cho chúng con trên con đường giao ước này. Hãy giúp chúng con cảm nhận được tình yêu thương và an ủi trong cuộc sống của chúng con. Thưa Cha, con yêu thương Cha. Và chúng con xin nói những điều này trong tôn danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.